Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đông Sơn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, Công an huyện Đông Sơn đã và đang thực hiện nhiều giải pháp từ công tác tuyên truyền đến xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Theo báo cáo của Công an huyện Đông Sơn, trong 9 tháng năm 2024, trên địa bàn huyện Đông Sơn xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết, 16 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 595 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 4 vụ, tăng 18,3%, tăng 6 người chết, tăng 100%, giảm 4 người bị thương. Riêng trong tháng 10 đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, trong đó có một vụ liên quan đến lứa tuổi học sinh. Qua rà soát, hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, qua các khu vực giao cắt ngã ba, ngã tư mà nguyên nhân có đến hơn 80% do ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông như thiếu quan sát, không tuân thủ tốc độ, không đội mũ bảo hiểm. Để làm tốt công tác hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đông Sơn, thì đội cảnh sát giao thông công an huyện đã tiếp tục làm công tác tuyên truyền tại các khu vực nhà trường, các khu vực tổ dân phố, thôn phố cho người dân ký cam kết, học sinh nhà trường ký cam kết, phụ huynh ký cam kết, từ đó nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Công an huyện Đông Sơn đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông trật tự tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông, nhất là với học sinh, phụ huynh học sinh. Tuyên truyền và cho người dân trên địa bàn ký cam kết không vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, bố trí các tổ công tác cắm chốt và tuần tra lưu động trên các tuyến đường khu vực nông thôn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Đội cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ cương quyết xử lý, nhất là đối học sinh vi phạm, xử lý triệt để các hành vi là giao xe của phụ huynh cho học sinh và xử lý đối với những người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Thực tế cho thấy, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông phải bắt nguồn từ ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Vì vậy, với mục tiêu thay đổi thói quen, xây dựng văn hóa giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Đông Sơn tiếp tục tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường bộ sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, đồng thời kiên quyết và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.